Thưa quý vị, với chức năng, nhiệm vụ được giao là cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đa khoa tuyến cao nhất ở khu vực miền núi phía Đông Bắc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế cần tiếp tục cố gắng, phấn đấu để trở thành bệnh viện hạng đặc biệt để phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh trong thời gian tới. Đây là ý kiến nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhân dịp bệnh viện tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Từ quy mô 800 giường bệnh năm 2010 đến nay, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tăng gấp đôi lên 1.600 giường bệnh. Bệnh viện đã trở thành địa chỉ đỏ trong khám chữa bệnh của người dân trong tỉnh và các khu vực lân cận. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa các sự cố y khoa được thực hiện tốt. Công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, nhất là đối với dịch COVID-19. Nổi bật nhất là công tác chuyên môn. Từ năm 2010 đến nay, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới như ứng dụng chẩn đoán ung thư sớm, thực hiện được kỹ thuật mổ khối u não, mổ tim cho trẻ nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh sớm. Bệnh viện là bệnh viện thứ 15 trên toàn quốc triển khai ghép tạng thành công. Với những thành tích đạt được, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh bệnh viện cần tiếp tục cố gắng để trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, giống các bệnh viện ở Hà Nội như là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Cũng trong dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho bệnh viện.